tôi đồng hành với con tôi năm nay là 22 năm rồi. Thì tôi cũng chưa tin tưởng ở một nơi nào để có thể rời con tôi ra được. Mà lần này là lần đầu tiên để rời con tôi ra, thì cái đấy cũng lại là điều mà minh chứng để tất cả. Là khi tôi đã chọn niềm tin để gửi gắm cho con mình nó được học tập ở môi trường này, thì nghĩa là niềm tin của tôi đã được khẳng định. Vâng. Và khi đã tin rồi thì tôi không còn gì nữa. Cho gửi lời cảm ơn đến các bác, gửi lời cảm ơn đến nhà trường cùng với toàn thể. Thật sự là em rất là cảm ơn mẹ vì đã đồng hành cùng con từ chặng đường rất là dài hơn 100 cây để có thể đến đây. Cảm ơn thì hôn cái. Cách đào tạo mà em thích theo mô hình gọi quân đội và được học những kiến thức thực tế, kinh doanh thực tiễn, và đội em có niềm đam mê với kinh doanh nên là em rất muốn vào trường. Tại vì trường là đào tạo cho em đào tạo thân tâm trí, thân tâm tuệ và nuôi dưỡng nhiều cái mà em mong muốn, nuôi dưỡng nhiều cái ước mơ mà em mong muốn. Tại vì những thức rèn luyện kỹ thuật với lại để luyện thân tâm tệ là em chọn. Em cảm thấy đây là môi trường sẽ giúp em là cải thiện được bản thân cũng như về kỷ luật của mình hơn. Em thấy với những thầy cô đấy là những người có trải nghiệm về kinh doanh, có những thành công hay thất bại, thì các thầy cô đã truyền đạt cho em những cái kiến thức quý giá trong ngày hôm nay cũng có chút thời hộp thế ạ. Bởi vì là với những người thành công thì thường thường là sẽ cái tối ưu những cái câu hỏi của họ không giống như bình thường, nó sẽ yêu cầu sự logic và kể cả con số xác định nữa, nó cũng hơi khác biệt. Những câu hỏi nó rất là sát với thực tế. Em cảm giác là thầy Đạt là một người rất là giỏi, tại vì đã trẻ vậy mà đã lên chức cao. Em ngưỡng mộ. Khi mà được thầy Đạt phỏng vấn thì em khá là run, nhưng mà khi mà được nghe lời khuyên của thầy thì em cảm thấy là mình như kiểu được khai sáng hơn ấy ạ. Em cảm nhận được em có thể học hỏi được những người quanh này, từ ban giám khảo đến những kiến thức và từ kinh doanh. Vui ạ, vui chứ. Em cảm thấy rất vui được nhận được phỏng vấn, tại vì em không nghĩ em có thể nhận được. Tại vì em khá là bất ngờ, tại vì là khi mà được phỏng vấn thì em khá là run. Em nghĩ là cái cuộc phỏng vấn đấy thì hơi khó cho em, nhưng mà khi mà em được nhận học bổng thì em khá là vui. Thay đổi thứ nhất có nghĩa là về thân thể, vì được đào tạo theo mô hình quân đội thì chắc chắn là em sẽ khỏe mạnh hơn. Thứ hai là tâm yêu thương, thì em sẽ chắc chắn là sẽ trở thành một người tử tế và có lòng tốt hơn. Và cả về trí tuệ thì em sẽ được học kinh doanh thực tiễn và được những thầy cô ở chỗ doanh nghiệp đến giảng dạy, nên em rất tự hào. Tôi nghĩ là bản thân của mình sẽ thay đổi rất nhiều về mặt tri thức, thì sẽ thay đổi về mặt tri thức, có những thêm được những kiến thức về mặt kinh doanh và phát triển. Em nghĩ em sẽ bản thân em sẽ kỷ luật hơn và sẽ có nhiều kiến thức chuyên môn về doanh nghiệp tư nhân hơn. Nghĩa là nếu mà được đào tạo trong một môi trường mà mọi người cùng tốt thì mình sẽ tốt lên trong tương lai. Và khi mà em học tập tại trường thì em nghĩ là em sẽ rèn luyện được bản thân nhiều hơn, tự tin nhiều hơn và trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn cho bản thân mình, và sau này sẽ thành công hơn. Mong muốn là bạn vào trong trường, thứ nhất là sẽ tập hình thành một cái thói quen, một cái kỷ luật ngay từ cả bản thân cũng như là tất cả mọi hành vi sinh hoạt cuộc sống, và sau thời điểm sau giai đoạn học thì có được những cái góc nhìn, những tư duy, những cái phương pháp logic để làm sao mà nó rèn luyện và phát triển bản thân cho tương lai. Tôi đồng hành với con tôi năm nay là 22 năm rồi. Thì tôi cũng chưa tin tưởng ở một nơi nào để có thể rời con tôi ra được. Mà lần này là lần đầu tiên để rời con tôi ra, thì cái đấy cũng lại là điều mà minh chứng để tất cả. Là khi tôi đã chọn niềm tin để gửi gắm cho con mình nó được học tập ở môi trường này, thì nghĩa là niềm tin của tôi đã được khẳng định. Và khi đã tin rồi thì tôi không còn gì nữa. Cho gửi lời cảm ơn đến các bác, gửi lời cảm ơn đến nhà trường cùng với toàn thể. Mong muốn thì chỉ còn mỗi một cái, đó là gì? Nghiêm túc chấp hành những cái quy định của nhà trường đề ra, và đặc biệt là trở thành một học sinh ưu tú. Đấy là cái mong muốn nhất. Vâng. Và sau này ra trường trở thành người có ích cho xã hội.
con muốn cảm ơn bố vì đã hỗ trợ con đồng hành cùng với con suốt thời gian vừa qua. Em muốn gửi lời cảm ơn đến bố em đã đi đường xa của em đến đây để buổi phỏng vấn này. Thật sự là em rất cảm ơn mẹ vì đã đồng hành con từ chặng đường rất là dài hơn 100 cây để có thể đến đây. Cảm ơn đến hôn cái.